Bây giờ là lúc chúng ta trừng phạt những người chơi dở ngày hôm nay. Trong đó có Trương Thế Vinh, Lâm Mỹ Dạ và Khánh Vân. Hôm nay anh đâu có sai lầm khi chọn em chị Ngọc đâu đúng không? Các đúng bạn, rồi. Hôm nay các bạn hãy ngồi coi sự trừng phạt cho những cái tay chơi lắc léo mà gian xảo. Không có. Đợt này em thua là tại vì em chơi đàng hoàng, không ăn gian nữa cho nên em mới bị vậy đó. Ai lên đoạn đầu đài đầu tiên? Anh Vinh. Anh Vinh là đàn ông, anh phải hy sinh đầu tiên. Em sống được lắm. Em về đội người ta thì em lắc léo, em về đội anh em thật thà là sao? Rồi giờ anh mới lên đoạn đầu đài nè. Lên. Hãy chọn màu hoa. Em chọn màu vàng. Chết anh rồi. Cái gì vậy? Ba, hai, một, ba, 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 rồi nhìn đời đi, không thấy gì hết, không muốn sống. Trời ơi, thả em tôi ra. Chị Dạ qua đây xỉn điện. Chết chết chị tôi rồi. Đường này sợ, đường này mới em sợ quá. Trời ơi khủng khiếp, rất nhanh luôn á. Trời ơi, lâu lâu mới bị phạt, chơi lớn quá vậy chương trình. Khen Sư Lan được nha. La gì tầm này. Sản luôn. Mấy em là may mắn lắm đó nha. Siêu la ngon lắm á. Các em loại một á. Bây giờ sẽ là người tiếp theo. Cho tôi về. Ai? Cho về với gia đình. Ai? Cho về với gia đình. Lên. Cho em về vô. Nha. Rồi từ từ. Đứng lên nào. Cái đưa cái khăn, anh đưa cái của em có cái chiếc dụng của em. Anh chị tôi. Trời ơi. Lên. Vô. Từ từ nha, từ từ, vô chưa? Cúi xuống. Đã ổn định, đóng nắp. Đóng nắp. Rồi, chọn màu đi. Ghê quá à, cái phạt này ghê quá à. Màu nào? Màu nào cũng bị hả? Không có, mỗi màu một hình phạt khác nhau. Ủa vậy hả? Đúng vậy. Màu hồng. Màu hồng. Hồng trần trên đôi cánh vai. Cánh tay anh. Cánh tay, lộn. Anh nhìn thấy cảnh này, trời ơi, thấy cảnh nhỏ em anh như vậy làm sao anh hát đúng được em. Rồi, dạ. Tất cả đã sẵn sàng. Ghê quá. Đây chị là người khiến cho tình huynh đệ trong chương trình này tan vỡ. 3 2 1 Bang. 1 Bang. 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 Không có công bằng. Thoát rồi. Không có công bằng nha. Từ đầu tôi đã nói rồi, Thánh chỉ tới mà không tin. Thoát rồi. Đây chính là đứa con rơi của nhà vua. Tôi cảm thấy như mình vừa được đăng quang hoa hậu. Lát bây giờ đến từ cầu Bình Lợi. Sao đây là niềm vui thì bây giờ là nỗi đau. Lên. Em thấy dạ chết rồi, lần này em chết chắc luôn. Xin lỗi, chúng tôi không còn kiến nữa, để mặt mọc đi. Như để vậy chết. Trời lớn đi. Đây còn lại màu xanh hy vọng. Chúc mừng em. Rồi. Anh có cần thêm cái bộ quần áo? Có nguyện vọng gì không? Cho em đổi cái màu hồng cho chị. À, bé muốn đổi để mang lại gấp đôi số kem.
3. Anh Giang xích ra. 2. Trời ơi, trời ơi trời. Dạ. Đại xuống đi xuống đi xuống đi xuống. Trời ơi trời ơi. Em nên vui đi dạ, em là phước lớn mạng lớn lắm nha dạ. Tôi chưa thấy ai mà chỉnh nòng súng mà đẳng cấp như tôi chứ. Trời ơi, anh là người ác nhất trong chương trình này đó. Trời ơi. Nhưng mà tại sao không ba cục kem mà làm một cái bông gì vậy? Kem nó không bằng phải ba cục kem luôn chứ dạ, quá kìa. Hôm nay thấy sao? Dạ, thấy vui ạ. Dạ, thấy vui ạ. Sao vui? Ăn kem, vui, ngọt. Ăn nữa không? Dạ không. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ mong muốn mang lại cho quý vị nhiều tiếng cười. Lỗi không phải nằm ở nghệ sĩ chúng tôi, là bên bộ phận sản xuất thưa quý vị. Để phát minh ra cái máy này, bộ phận sản xuất của tôi cũng phải 8-9 người ăn kem trên này rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã chơi rất nhiệt tình. Dù rằng cái vòng cuối này nó hơi là dơ tí thôi chứ không đau đớn gì cả. Không, dơ nhiều nha, dơ nhiều. Em có trải qua đâu biết, em có trải qua đâu. Em bị văng. Dạ. Mũi của anh này dạ. Dạ. Em chia sẻ với anh đi dạ. Và ngày hôm nay rất là vui. Một cái tập đầu tiên ở mùa thứ tư mang lại rất là nhiều tiếng cười và mọi người chơi rất là hết mình. Vỗ tay cho tất cả mọi người. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi hết mình, chăm chú tới từng con người, từng nghệ sĩ và từng tình huống của chúng tôi. Và chưa bao giờ chúng tôi muốn một cái phút giây nào đó mà buông lơi một tí để mang lại tiếng cười cho quý vị. Rất tập trung. Thậm chí là nhiều khi chơi, nhiều khi quý vị thấy là ừ sao chơi dữ vậy, chơi từ từ nhẹ nhẹ thôi. Dạ không, đã máu vô rồi là phải chơi cho tới. Mà chơi cho tới thì mới thể hiện được cái sự yêu thương của tụi em dành cho quý vị khán giả. Vì nhận được từ yêu thương thì sẽ trả lại bằng yêu thương. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay xin hỏi Hậu Hoàng là cảm giác như thế nào khi đến với chương trình này? Em cảm thấy may mắn vì em ở đội thắng ạ. Em tàn nhẫn vậy. Cảm ơn em. Thưa quý vị, hãy nhớ chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tuần sau với những điều mới mẻ.